khảo loạt công thức Mixdo giả nhiệt đẹp mắt từ Sticky Style của giới trẻ Hàn tuần qua và lấy ý tưởng cho mình trong những ngày hè nắng nóng nhé. Đảm bảo bạn sẽ vẫn đơn giản mà cực chất. Đây chính là lý do mà cô nàng nào cũng nên sắm một chiếc chân váy họa tiết gingham Hot Trend của hè 2017. Với món đồ này, bạn chỉ cần mix cùng áo trơn màu đơn giản là đã có ngay set đồ vừa mát mẻ, thoải mái lại vừa xinh xắn, nổi bật. Mát mắt, tươi trẻ là vậy, bảo sao mà hai gam trắng xanh denim luôn được lòng các tín đồ thời trang mỗi khi hè đến. Diện toàn gam màu tối nhưng trong cô nàng này vẫn vô cùng mát mẻ, thoát dáng. Công lớn thuộc về chiếc quần rách gấu cực độc và kiểu tóc búi củ hành kết hợp Canterbury rực rỡ, nhìn là thấy mùa hè. Những bộ đồ thể thao với màu sắc tươi sáng, rực rỡ chính là cứu cánh cho các bạn trẻ trong những ngày chẳng biết mặc gì. Trong trường hợp bạn vẫn đang đi tìm một combo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thoải mái, tôn dáng và đẹp mắt thì áo oversize chân váy denim chính là câu trả lời. Cách kết hợp t-shirt với quần jogger thế này hẳn là xưa như trái đất rồi, nhưng thi thoảng mặc lại vẫn thấy hay ho ra phết. Nhất là khi bạn nhấn nhá thêm một đôi sneaker thật thời thượng như ED350V2 chẳng hạn. Để khoe dáng chuẩn siêu mẫu, cô nàng này đã tin tưởng bộ ba t-shirt ôm sát, chân váy mini và giày sneaker. Nóng như thế này thì làm sao phải miss? Quần tây kẻ sọc vừa tinh tế lại vừa sporty vẫn chưa hề giảm độ hot. Khoác thêm áo sơ mi kẻ bên ngoài không chỉ khiến set đồ t-shirt, jean shorts trông hay ho hơn mà còn giúp chống nắng hiệu quả nữa. Tất lưới chính là cách nhanh nhất để bạn nâng level cả về độ phá cách lẫn sexy cho chiếc quần jean rách.